đấy. Còn Tuy Giang đấy, anh vườn anh có 2 con thì anh 1 con, anh nhường cho Tuấn Anh 1 con sinh nhật nó ấy. Anh Trương anh mới làm xong vườn, anh tặng anh Trương 1 cây. Con đấy cũng là từ không đành có. Làm mọi cách để giấu cây. Ừ. Lá nó thích không? Thích. Lá bọn này xứng tập. Khi mà chơi mà đã nhìn được cái lá bọn này rồi ra mà em nhìn sang bọn khác em không đi vào được. Không thể. Cái lá của nó như là đang làm liền đó. Đỡ làm sao được ấy. Và cái răng của nó thì thôi. Để ra tốt tầm trưng mà được có Tích Giang như này nhỉ? Vã tiền. Không, anh chưa gặp. Anh mà gặp thì anh nhắm mắt anh bê luôn, nhưng mà anh chưa gặp. Tại vì này chậm lớn lắm. Đấy mới là mà cả cái dòng Tích Giang này này, nó có một đặc tính là nó hơi lai lai của lá móng. Thì lá móng anh biết rồi, đặc tính của lá móng nó cứ dây. Vâng. Nó đeo cốt đặc. Vâng. Thế là một cái cốt bé như này thôi. Đấy. Đặc là khó rồi. Đây là một trong cây mà tại sao em đến vườn em nhìn xung quanh cái nhìn cốt này để ngồi hẳn xuống em xem. Vì nói chung là được một con lá móng em chưa nói dây mà bọn Tích Giang này còn dây hơn. Em chưa nói đến cái chuyện mà to nhỏ nhá. Lá biển như này. Ừ. Như xanh quê mà được cốt như này, em chưa nói dòng Tích Giang xanh quê được như này rất là khó rồi. Khó đó. Em ngồi xuống em xem soi em nhìn là em biết là con này phải cắt từ cái ngọn. Đúng rồi, cái ngọn anh làm phải cắt từ cái ngọn thì mới được như này. Chứ còn nếu mà từ hạt thì anh về vùng Tích Giang anh mua nhá, nó toàn những cái cây như kiểu ngón tay cái này. Vâng. Còn cành kia cuộn này nó là cái cây giống ấy. Thì mình là cái cây giống này mình nuôi đến đời nào mà nó thành cái gốc nó như thế này. Với cả bọn mini này em phải hiểu đặc tính của bọn mini này rất hay, cái là bản chất cái cây xanh ngoài tự nhiên ấy. Nhưng mà lại cần một cái cây nữa là nhề bệ, nhề như làm điện. Làm dân. Thứ chất là cậu anh tôi anh này anh sở hữu được cốt này. Sở hữu đéo gì đâu, hôm sinh nhật nó anh tặng nó đấy. Cái thằng đấy thì có mà mẹ nó không biết cái gì đâu. Chung quy lại là hiện tại bây giờ là cậu anh ấy đang sở hữu đúng không? Ừ, con này là bây giờ của nó. Đấy. Quá quý. Phải dùng một từ là quý, bởi vì mình nói một câu là xanh quê được cái bệ nhà anh ấy đã khó. Làm điền nhà anh ấy đã khó. Nhưng đây là một cái xanh quê mà là một chất đẹp, chất đẹp được bệ nhà. Con này thành cây là hay lắm. Đôi năm nữa nhỉ. Vâng. Ngay từ cái phôi ban đầu thôi nó đã quá quý rồi, nó đã tinh túy của một cái cây đại thụ rồi. Thì đúng là một cái cây to mình lấy cái phần đẹp nhất của nó ra thì nó sẽ là tinh túy. Sau đó mình lại phát triển tiếp đúng không? Bao nhiêu cái tinh làm hết ở đấy rồi. Thì đương nhiên là nó phải quý rồi. Chất lượng. Lan là sao mình không dùng anh cô bác? Dạ, vâng. Cô bác ông ấy hay móc được những cây quê nhỏ. Cây quê nhỏ già đẹp và phố cổ cũng hay móc được. Thì sang đấy là hình thoảng. Đây là một trong những lý do anh em chưa đủ độ tinh để chơi quê. Bên nhà ông Hậu có một cái con ba thân cực kỳ đẹp. Từ ông Dũng hay cô bác ấy. Vâng. Bản thân nếu như hôm nay em mà không lên đây thì em cũng không thể nhận định được ra những cái cốt xin quý em quý nhỉ. Cái mày công nhận là đi một ngày đàn học một sáng khôn không? Thì thế em đi nhiều chứ. Đấy cứ ngồi ở nhà ấy, ngồi ở nhà con đòi cái này. Chơi phải đi nhiều thì nó mới mở mang được. Đây cũng là một cốt xanh rất là quý nhỉ. Con đấy là lá đẹp luôn, nó chuỗi nha. Vâng, nhưng mà cũng rất là quý đấy, lá đẹp, răm, gọng răm rất dày nhỉ. Ừ, được. Rất khỏe rồi. Nó cũng là một lá đẹp.
chia sẻ quê thì kiến thức nó đa dạng hơn. Vâng. Nó sẽ dạy cho mình rất là nhiều cái về cái cách nhìn, các cái tố chất, nhiều cái cây nó quý mình không bỏ sót nó. Ngoài tự nhiên nhiều cái đẹp mà em. Chứ đừng có đóng khung nó vàng nó gì cả, ngoài tự nhiên nó rất nhiều cái hay đó, chờ mình khám phá, mình đã biết hết đâu. Cho nên là người chơi là phải khám phá. Cho nên đừng có đóng khung nó vào một cái dòng nào cả. Cứ cái nào đẹp hay là nhặt tất, chơi và khám phá. Nhưng mà đây là em gọi là cái cảm nhận của cá nhân em nhé. Ừ. Đây sẽ là một cốt trong tương lai thuộc dòng hàng hiếu. À, thằng này mắt nhìn được. Trong vườn hàng Tuấn Anh nhá, hai con đẹp nhất nhá. Anh nói luôn nhá. Con này và con chính hàng sau. Hai con đẹp nhất. Vâng. Em nhận mà nhận sau này rất khó đụng hàng nhá. Con này và con tích giang sau. Đấy là quan điểm của riêng nhá. Con tích giang này nó quý. Thế nhưng mà để phải lộ nghệ thuật ấy. Trong thì là con này. Không, con đấy của anh Trương, con đẹp ve. Vui vui. Nhưng mà em thấy con đấy nó tương đối là lạ. Trong Tuấn Anh mà hai con mà sau này mà đụng nghệ thuật cao nhất là con này. Con này chắc chắn rồi. Con này. Còn đấy thì em thấy không. Đấy là em còn... bởi vì nhá, em nói nhá, bởi vì nhá, riêng cốt dáng làm theo cách cá nhân của em thôi. Nó không đụng hàng với xanh quê thôi. Nhưng ra sân chơi sai to này và xanh Nam Điền thì cũng sẽ có. Vì nhiều ông cũng quấn kiểu này lắm. Nhưng mà có cái cốt như này này. Cốt này này là ít động hàng này. Thuộc dòng kẻ Nam Điền ít người ta làm dáng này. Bởi vì tại sao em nói anh nhỉ? Cái tên này. Đúng không? Cái nét này tao làm thường xuyên. Anh làm nhưng mà anh có cái cây như này không? Sao không có? Không có. Dáng này thì có. Thực từ lại bố. Em thấy không, em thấy có. Em à, em. Ôi nhưng mà cây có phải ở anh có mỗi một vườn đấy đéo đâu chứ. Chỉ vì em chỉ biết là trên nhà anh thì thế thôi chứ em. Cái nét này này. Cái nét này là dễ làm thôi. Vâng. Chẳng qua là cái sự khác biệt của nó là khác biệt được cách anh cắt tỉa và tạo hình cho nó thôi. Chứ cái nét dáng cây này thì rất nhiều người làm. Còn và đây... anh nghĩ là sẽ có những người làm còn đẹp hơn. Anh nói thật. Vâng. Một cái nét đây này, đây như tại sao nói là cái đây sẽ là một tác phẩm rất là. Con này của nó quý mà. Quý. Con này của nó quý. Có những cái điểm mà đến Nam Điền thật được. Nên mình nhớ hẳn luôn. Nam Điền chưa có. Đây này. Nam Điền thì bây giờ các ông có đang cắt phô đục đẽo thì mình muốn thành cây thì cũng phải độ 3-4 năm nữa chứ đúng không? Đúng rồi. 3-4 năm nữa thành cây lúc đấy mà nói chuyện, như bây giờ đã có cây đâu mà nói chuyện, bây giờ thì có chỉ những cái lớp cây cũ rồi thì có cái nào có thì bao nhiêu thì anh em nhìn thấy hết rồi. Đúng, nói này, sở hữu cái cây tinh sản gì thôi khó nhỉ? Không là chơi nhiều. con đấy cảm nhận là khó đấy, nhưng mà có nguyên liệu để làm cơ thì còn không nói, nhưng mà ít thật. Vừa này đúng hai cốt mà sau này mà nói chung là ra sân chơi người ta phải để ý tới, phải là cốt này với cốt tinh rằng đấy. Tinh rằng đấy thì đẹp rồi đấy. Con này nó đẹp hơn con nhà anh. Và với cả cốt này có đường nét nghệ thuật cao hơn đấy, và cái nhiều điểm chơi khó, nhiều điểm mà người tụi người anh chơi phải để ý tới. Đây là khu này còn hòm hòm, tụi anh còn có một cái khu phôi nữa mà chứ phải là tất cả đấy đâu. Mà thì cứ chơi là gửi gắm các thứ anh em, như riêng Tuấn Anh này nó gửi mấy nơi cơ mà, con gửi cả ông già nó mà, anh Trương nữa là nói chung phải gửi chứ em, chứ còn nếu như mà bày hết ở trong nhà rồi thì mẹ nó thành hổ lốn lắm, chật hết khu phôi riêng, khu cây hoàn thiện riêng, khu chơi riêng, hay là có cái bác hay gửi cho anh mấy con xanh. Một cái con xanh anh biết không, một chú gửi cho anh một cây xanh như vứt đi mà anh sửa cho chú anh một tác phẩm rất đẹp, anh phải giấu ấy chứ. Anh phải giấu ở khu nuôi anh làm nữa nhỉ. Để chơi khi nào xong thì xong, nhưng mà đấy là theo dự đoán trong tương lai năm nữa là không chơi, mình cứ túc tắc mình chơi cái nào làm một xong rồi xong cũng đáng để nhiều người trầm trồ nhiều. Quá nhiều khó. Độ khoảng tầm 1 năm nữa rồi thì nhiều cây mới ra lắm, tại vì là có nhiều chú gửi anh ấy cốt rất đẹp, chú nhiều anh sửa. Thì anh vẫn đang cất ở chỗ khác, anh không để nhà. Độ khoảng năm sau là anh sửa xong, anh bỏ ra thì các chú cũng nhiều cái cây nét mới hay lắm.
chị này. Lại từ mấy cái cành đóng vào nhé. Anh được cái là anh em đi chơi là cây là như nào anh nói đúng như thế. Chứ anh không có kiểu là lấp liếm mà chém gió như nào, đéo mà làm thế. Có xa có nói vậy. Quan điểm của em nó phải là sản phẩm. Chứ cốt thì chẳng lấy điều gì. Đúng không? Nó xuất phát từ đâu như anh vừa nói, bút với mực thôi. Đấy. Và cái thằng không biết vẽ thì nó cũng thế, cho file lấy. Mà và những người biết vẽ thì người ta trân trọng. Đúng không? Đấy, thì cái cây cũng thế. Chẳng cần biết là cái gì. Ví dụ như cây mộc cành. Đúng không? Biết xây dựng thì nó là một tác phẩm, nó theo một hình thái khác. Và nó xe có cái trưởng mà mày có hay xem phim trưởng không? Em á, ngày xưa người bé xe như bây giờ đấy. Mày xem phim trưởng mày có một cái bí quyết này, kiếm pháp ấy. Đấy. Đỉnh cao rồi, nhân kiếm hợp nhất đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà vô danh ấy, khi mà qua cả nhân kiếm hợp nhất rồi là ở đâu cũng là kiếm. Đúng không? Tức là trong tay không có kiếm nhưng ở đâu cũng là kiếm. Đấy, người ta đạt đến trình độ như thế, tức là không cần phải cốt quá khủng. Cái gì cũng có thể làm thành tác phẩm. Khi nào đạt đến trình độ đấy. Mình cũng đang trên cái quá trình để hướng đến cái đấy. Còn tất nhiên là khi mà trình độ mình chưa có thì mình cố gắng mua làm sao cái cốt nó đẹp đẹp thì mình làm ra, đúng không, yên tâm. Nhưng mà có những thằng nó giỏi Ấn Độ mà nó đéo cần phải cốt kiểu gì nó cũng ra thành cây được, thằng đấy mới là khiết đi, đúng không? Như hôm nay em lên thì đúng thứ nhất là một năng lực cái kiến thức của anh, một số gái. Và cái đợt em đi Trung Nam ấy, thì em cũng chứng kiến một số gái còn lại đỉnh cao biến từ những cái mà không ai làm thành cây mà bán ra rất nhiều tiền. Ừ, đúng rồi, đấy nó mới là cái ghi nhận. Anh biết là con ba vai của Mạc Huỳnh Biên đang cầm ấy. Đấy. Không biết. Chạy không để ý đâu. Không để ý. Nhưng đấy cũng là một tác phẩm, nếu như mà ban đầu xuất phát điểm ban đầu mua không quá 5 triệu. Loại ba vai ba biết là anh cũng không vào mắt lắm. Nhưng mà không phải ba vai bình thường đâu. Anh à, ba vai anh không phải làm theo kiểu giọng gõ này đâu. Nói chung là nghệ thuật. Mà người chơi bây giờ là tinh mà. Ta có tiền thì ta cũng mua từ người tinh. Vì công nghệ giờ phát triển, người ta được nhìn nhiều cái, người ta lên trình nhiều. Ngày xưa người ta không được nhìn ra thì không nói. Bây giờ người ta chỉnh ra lên cao. Những em mà không chịu qua xem YouTube của các anh, của mọi người thì sao biết gì về cây không? Đúng rồi. Chẳng qua được xem nhiều biết tí. Nói chung là cái Facebook nó phát triển là cuộc chơi thay đổi, trình độ nó lên rất là nhiều. Chứ ngày xưa không có cái đấy á thì anh thề với em gọi là ngu lâu luôn. Vâng. Nhưng bây giờ là nó phát triển là anh em được học hỏi thừa hưởng rất là nhiều. Mình là may sinh vào cái thời này. Chứ mình sinh vào cái thời mà công nghệ thông tin nó đéo có thì chắc là mình cũng bị ngu như thế nốt. Vâng. Mình làm gì có kiến thức. May là anh nghĩ là may, cái may rất lớn nó được học hỏi của nước ngoài. Tuyệt vời. Thì em có chia sẻ một cái bài viết, nhớ là có cái cây nào của nước ngoài ấy. Em có bình luận là tại sao bây giờ mới thấy là cây Việt Nam chịu thật ra. Ôi mình làm sao ra được. Thì mình cũng sản phẩm. Nói chung là mình mấy cây mà người ta chuyển về đây toàn cái hàng chợ của người ta. À ừ đúng. Còn đâu là những cái cây mà người ta đi triển lãm, những cuộc triển lãm lớn ấy, anh thấy đúng là cây Việt Nam mình còn cây rất mình lâu. Thi đấu không sao đâu. Và từ những cái anh nói em nghe bây giờ bảo thi đấu, bây giờ mấy cái kỹ thuật đơn giản còn đéo biết thì phải đòi thi đấu với người ta, nói người ta cười cho mặt. Có nhiều kỹ thuật mà mình còn kém. Chủ yếu là mình cái gì đúng thì đúng, sai thì sai. Ví dụ như bảo bọn nó thi cải lương với mình thì mình đập chết đúng không? Nhưng mà đi mẹ bây giờ vào thi công nghệ và khoa học kỹ thuật của mình thi đấu với nó thì mẹ nó bóp mình như trẻ con. Ra thôi, vì là mình đậu phát triển khoa công nghệ mà. Thế thì là quốc gia thôi. Thì bây giờ mình phải so sánh với các bọn nó giỏi giỏi, như chẳng nhẽ mình so sánh thằng Lào Campuchia. Đúng không? Thi đấu phải thi đấu với những thằng nó giỏi giỏi. Lào Campuchia đấy cái nó giỏi. Thì thường thôi. Nhưng mà bây giờ về nên cái cảnh rõ ràng Lào Campuchia nó chưa có đúng không? Tính có rồi chứ. Có nhưng mà kém. Ở đấy đúng. Nhưng mà thế anh mà không có thì có phải là qua cho người ta không? Sơ khai nó kém quá. Từ những cái đồ mà không ai chơi nhỉ, thành những cái tác phẩm. Mê đấy. Khai thác được cái quả gấm quá đỉnh cao, điểm nhấn toàn bộ của cây. Cái gõ co khó chịu nhỉ, cái co ấy tăng giá trị với cái tác phẩm lên bao nhiêu, coi đơn giản đâu. Do từ cái co đấy phát triển tiếp. À.
Dưới cây. Con kia con chanh ấy. Biết rồi. Văn nhân đúng không? Âm im từ già. Kỹ càng rồi đến lúc về già là vui phết anh ạ. Ừ. Anh thì già nhanh nhá, Tuấn Anh thì chắc còn lâu. Tuấn Anh thì 95 như em. Mọi người em. Sau này mày cố gắng mày làm tác phẩm, hai anh em mày thi đấu với nhau. Từ anh đứng giữa ăn trọng tài. Anh chắc chỉ làm cây độ chục năm nữa thôi là anh té anh đi chơi. Đấy bảo anh làm cây anh đéo làm đâu. Thế cây anh chưa đỡ. Ôi rồi lúc đấy tùy duyên. Mấy cái thợ. Lúc đấy cho vứt cho mấy con rể nó làm đéo nó làm. Con rể chắc diễn ra chơi anh nghĩ gì. Khi là bán hết của bố vợ ấy nhỉ. Bây giờ là anh làm cây cho Tuấn Anh, sau này Tuấn Anh làm cây cho anh. Anh thì dạy. Dạy nó làm mãi đây, nhưng mà cái thằng này mẹ đầu nó đầu đất mãi đéo học được. Dần dần. Cứ dần dần thì sẽ có. Hai, anh đừng coi thường bất cứ ai cả. Con người chơi những bước cục phát thôi. Mày lại bắt đầu có vẻ nguy hiểm rồi đấy. Ờ, thế đúng còn gì nữa. Thế, à? Thế anh, hôm nay là anh bảo là cậu không biết nào. Nhưng anh có dám khẳng định là một ngày khác cậu không hơn anh không? Rồi thì mẹ cứ hy vọng. Đấy, biết làm sao được. Chỉ biết là chẳng bây hả? Giờ mãi vẫn chưa biết thì... Thế bây giờ anh bảo biết hay là giả vờ không biết thì anh sao? Giả vờ biết thằng này là ai thằng khác ta không nói với nó mà giả vờ với tao tao à, cho mấy phát đấy. Phải giả vờ thì mới học được nhiều chứ không giả vờ thì không học sao được. Mày đúng là cái thằng tư duy của mày rất mẹ đi. Em tao nó chơi với tao bao nhiêu lâu như nào, anh em tao chơi như nào tao phải hiểu chứ. Lại còn chơi nó em tao mà lại còn phải giả vờ với tao nữa thì nó làm béo ấy. Kinh điển đấy. Không đùa đâu. Đây là một trong những vườn mini vui vui đấy. Thoáng mát sạch sẽ. Nếu mà nó đang tìm mua nhà, nó sẽ mua một căn mới của khoảng trăm nhé. Nó đang tìm người đến gần gần chỗ ăn. Thì lúc đấy cái sân này nó phải nhân lên gấp mấy, gấp ba lần. Thì nó đủ để cây rồi. Tuyệt vời quá. Đây chỗ này nó chơi tạm đấy. Không có tiền mua nhà nó giỏi. Chỗ này là chơi tạm thôi, chứ chắc là trong năm tới là chơi mua nhà. Còn là cái kia, cái bơm cái đổ cái kia thành ra.